anh đã đó đón cô dâu. Đêm dưới trăng mơ màng đàn buồn sao câu nào lòng, than trách than duyên mình giờ đây lẻ bóng người ơi. Tình sao sớm vội tan khi người đi chẳng hẹn quay về, ai lỡ quên câu thế cho con đàn não nề bên sao. Dưới ánh trăng năm nào tình ta thiết tha duyên đầu, nay bóng em qua cầu giờ anh phải biết về đâu. Buồn heo hắt buồn ơi cùng đàn xưa lối nhịp tơ sầu, người đi quên mối duyên đâu để cùng đàn đẹp cho buồn thương. Họ cống liêu họ sang, sang họ liêu cống họ sang cống. Họ cống liêu họ sang, sang họ liêu cống sang liêu họ. Ai ơi chớ quên câu thề, xin quay về bên hẹn người ơi. Ai ơi dấu xa phương trời, xin quay về với bạn tình chung. Nổ xuống để kết thúc mọi chuyện. Cậu không ngủ được sao? Xin lỗi, đã làm phiền chú Thiện Phước. Không có chi. Mà trong lòng cậu đang bất an. Tôi không muốn về nhà, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để... để trốn tránh. Phải, để trốn tránh. Trốn tránh cũng là một cách tốt, nhưng nó không phải là một giải pháp lâu dài. Vì bởi con người ta không thể trốn tránh cả đời. Nhưng tôi rối trí lắm, tôi biết phải mần chi. Nếu như tâm của cậu không động thì không ai làm chi tới cậu đâu. Giữ tâm bình thản, tự tại thì trời có sập xuống cũng không mảy may lo lắng. Nhưng tôi có mừng được không? Cậu là người có ý chí mạnh, cậu sẽ mừng được. Chị Hai, em đi đâu về này mới về vậy? Em trên chùa mới về thôi. Chị Hai chưa ngủ sao? Chưa. Chị thấy em đi về này chưa về, cho nên chị lo lắng không có ngủ được. Đội ơn chị Hai quan tâm. Hai Nhân đâu? Không đi cùng với em sao? Nói vậy anh hai em không có nhà sao? Không, Chị đi kiếm vòng vòng nãy giờ trong nhà mà không thấy ổng đâu hết. Lạ ra, trước tới nay á, có bao giờ anh hai ra khỏi nhà ban đêm đâu. Chị cũng thấy như vậy. Có khi nào bây giờ sanh tật đi chơi, nhưng mà ở cái xứ này thì có chi đâu mà chơi. Không biết ổng đi đâu nữa. Giờ này anh hai đi đâu được? Với hôm nay cô Mỹ Hòa xin đi về bên nhà để chăm sóc ông giáo bị bệnh đó. Dạ thôi, trời khuya rồi, em xin phép vô ngủ trước. Cô Năm, thầy Danh mới gì vậy? Tôi mới vừa qua thầy Sáu hút thuốc bổ thai cho cô uống nè. Em đội ơn thầy Danh. Sao cô Năm lại nói như vậy? Nghe khách sáo lắm đã. Em không biết nói cái chi để cảm cái ơn cái nghĩa của thầy đối với em. Tôi thương cô Năm, tôi lo lắng cho cô Năm, đó là chuyện đương nhiên. Miễn cô Năm vui á là tôi vui mà. Vậy bây giờ tôi xuống nấu thuốc cho cô Năm uống nha. Đâu có được, thầy Danh là đàn ông, làm sao có thể xuống bếp sắc thuốc được chứ. Để em cho. Không được đâu. Cô Năm bụng mang dạ chữa như vậy, để tôi xuống nấu cho. Tía ơi, tía uống thuốc nè tía. Tía thấy trong người cũng đỡ nhiều rồi con. Con lo về bên nhà lớn để lo cho ông lớn đi nha. Nhưng mà con thấy tía còn mệt quá. Tía cho con ở lại đây chăm sóc tía nha tía. Không sao đâu, tía bệnh già đó mà. Giống như bệnh giả đò vậy đó. Lúc yếu lúc mạnh vậy thôi, chứ không có gì đâu ha. Con lo về bệnh bển để mà lo cho ông lớn đi tía. Ông giáo nói phải đó đa. Dạ. Chào cậu hai. Thưa cậu hai. Con ông giáo còn mệt, xin ông giáo ngồi nghỉ. Thiệt tình cha con tôi làm nhọc lòng cậu hai quá. Không có chi, xin ông giáo đừng ngại. Mình coi như là người nhà rồi, lo cho ông giáo, đó cũng là bổn phận của tôi mà. Dạ. Sao ánh mắt của cậu hai nhìn lạ quá. Cô nằm uống đi cho nóng. Dạ. Em đợi ơn thầy. Cô nằm uống từ từ thôi. Dạ. Ý bà hai là thì đơn giản cứ đổi thuốc dưỡng thai thành thuốc phá thai. Thằng Danh nó sẽ qua bên ông, nó hút thuốc dưỡng thai cho cái con Đào Hát đó. Ông đổi thuốc cho tôi Khi về nó sẽ tự nấu và tự tay đưa cho cái con đào hát. Con đào hát chỉ tin có một mình thằng Danh thôi. Bây giờ tôi đã hiểu ý bà hai rồi. Con đào hát mạc hạng này, để coi mày tự tung tự tác được bao lâu. Ủa? Ồ Bưởi. Cô Chí. Bưởi tỉnh rồi hả? Cô xuống đây. Cô Bưởi thấy trong mình sao rồi? Dạ con hả? Còn thấy choáng váng lắm. Chắc là do thuốc mê chưa tan. Mà cậu cứu con hả? Ừ. Con đội ơn cậu. Bưởi, không có chi đâu. Nhưng mà Bưởi nghe tôi hỏi nè, bằng chi á mà thằng Dịch nó bắt Bưởi vậy? Anh Dịch là người bắt con hả cậu? Ừ. Tôi trong bộ dạng á thì y chang với là thằng Dịch, nhưng có điều á nó bịt mặt. Vậy chắc là anh Dịch thiệt rồi. Nhưng mà Bưởi, mừng sao mà nó bắt Bưởi? Bưởi biết không? Dạ thiệt... Có chuyện chi? Nói cho tôi biết coi. Dạ thiệt ra thì anh Dịch ảnh nói ảnh thương con, anh rủ con đi trốn mà con không dám đi. Vậy là chắc là thằng Dịch rồi. Nó bắt Bưởi là vì muốn Bưởi đi chung với nó. Con sợ quá à. Hên là bữa nay có cậu cứu con. Bữa nghe tôi dặn nè, từ rày về sau á, không có chuyện chi á thì không ra khỏi nhà, nghe chưa? Dạ nhưng mà bà hai hay sai con đi chợ mua đồ lắm. Thì kêu đứa nào trong nhà đi cùng, không có được đi một mình. Dạ con biết rồi. Con đội ơn cậu Chiết đã cứu con. Tôi đã nói rồi, không có chi đâu, là người cùng nhà mà. Mặt tươi tỉnh là khỏe rồi đúng không? Dạ. Rồi giờ đi về. Dạ. Đi được không? Dạ được. Con Đào Hạ đó, nó uống thuốc ngon lành. Cô Út thiệt là tài giỏi. Chỉ là một con đào hát thôi mà. Nó có nằm mơ cũng không có ngờ người cho nó uống thuốc lại là thằng Danh. Thầy Danh. Triệt cỏ là phải triệt tận gốc. Vỏ quýt dày thì mình phải dùng móng tay nhọn. Phải cho thằng Danh ôm nó về đây để nó trốn đi mất. Sau này nó sanh đẻ ra nó lại gây hậu hoạn cho mình. Nhưng mới đem về mình phải lấy lòng tin. Nó đâu có ngờ là chính tay thằng Danh cho nó uống thuốc. Bây giờ nó có chết ra đó thì gia đình mình cũng chả có liên can gì. Vậy mà hồi nào đến giờ cứ nghĩ là cô Út muốn thằng Danh cưới con nhỏ đó thiệt. Thằng Danh là cháu tôi. Gia đình danh gia vọng tộc, làm sao mà đi lấy một con đào hát có chữa đó được. Cô Út thiệt là mưu trí, biết thằng Danh thế nào cũng qua nhà thầy Sáu để lấy thuốc dưỡng thai, nên cô Út đã ra tay ngay tại chỗ đó. Cô thiệt là mưu trí quá mà. Các người thật là độc ác. Các người dám giết chết con tôi. Tôi sẽ không để cho các người yên đâu. Chà, mừng cái chi mà vui dữ vậy hen? Dạ, dạ con, thưa bà Hai, con đang nấu chè cho bà Hai và cậu Triết ạ. Chè đậu đỏ ha? Dạ, chè đậu đỏ ạ. Chè đậu đỏ thì chỉ có cậu Triết thích thôi. Dạ. Bà biết là con quan tâm cậu Triết. Dạ, phận con là người hầu, con hầu cho bà nên con cũng phải quan tâm cậu Triết ạ. Con là đứa lanh lẹ thông minh, lại hiểu chuyện, xinh xắn, con là có tướng mệnh phụ đó đa. Dạ, con chỉ là con hầu, nếu có lấy chồng thì lấy gia đình hay tá điền, chứ đâu có số mệnh phụ gì bà. Tôi biết coi tướng đó đa. Bà nói thiệt hả bà? Tôi biết hết. Tôi biết á, con bưởi nhà này là thương thầm cậu Triết. Dạ. Sau này á, bà sẽ cưới con cho cậu Triết. Bà nói thiệt hả bà? Ừ. Đợi cậu Triết á lấy vợ lớn đi rồi bà cưới con về làm vợ lẽ. Nhưng yên tâm, con có là vợ lẽ mà có bà chống lưng á thì sợ gì thua thiệt. Dạ, con xin nghe theo lời bà. Bà biểu cái chi con cũng mừng hết ạ. Thiệt vậy đó đa. Dạ. Ừ. Như vậy á, mới là con dâu ngoan của bà. Dạ. Hoa có để lại một số tài sản cho em. Sau này em sống cả đời cũng không hết nữa. Hoa thương em nhiều lắm. Dạ. Hôm nay chiều qua. Dạ ông lớn ơi. Qua không để em thiệt đâu. Dạ. Chiều ông không thương dạ, mà Mỹ Hòa. Dạ ông ơi con. Ông không để cho em thiệt đâu. Con ông đi. Ơi ông ơi đi. Dạ. Chiều ông dạ, đi mà. Xin lỗi. Chiều ông, ơi, ông lớn ơi. Anh Hai ơi, anh Hai. Ông Út. Anh Hai. Anh dạ. Hai ơi. Con xin phép ông Út. Con xin phép ông lớn. Chuyện gì vậy chú Út? Bình tĩnh lại chú. Anh Hai. Chuyện gì? Anh Hai ơi, em nhớ cha quá. Có chuyện chi? Anh Hải biết không? Hồi nhỏ em không có má, cha thì già mất sớm. Anh Hải nhớ không anh Hải? Anh Hải nhớ. Anh Hải thương em, anh Hải nuôi nấng em như là một đứa con của anh Hải vậy đó. Em ngủ không được anh Hải ơi. Mỗi lần em ngủ không được là em nhớ là chuyện ngày xưa, là em thương anh Hai vô cùng luôn. Tưởng chuyện chi, chú Út làm anh Hai hết hồn luôn. Anh Hai này, anh Hai đây. Anh Hai khỏe là em mừng. Ừ. Em không biết nói sao để tạ ơn đức này của anh Hai. Chú Út nên người là anh Hai mừng rồi. Anh Hai không có làm tủi vong linh của cha má. Ráng nên người, đừng chơi bời nữa. Dạ. Em thề, em thề em sẽ nghe lời anh Hai. Anh Hai ơi, anh Hai. Trời ơi, anh Hai ơi, em thương anh Hai quá. Để đè giò anh Hai. Để em bóp giò cho anh Hai. Anh Hai đau ở đâu vậy? Dạ, không Hai... sao, không anh... sao. Anh Hai hết đau chưa anh Hai? Hết rồi. Anh Hai đau là em đau. Anh Hai, anh Hai. Y như con nít vậy đó. Dạ. Cô Mỹ Hòa vì thương cậu Triết nên mới chấp nhận gả về nhà lớn làm bà Tư. Thì ra là vậy. Lúc đầu ông lớn bệnh nặng lắm. Cô Mỹ Hòa nghĩ ông sẽ không qua khỏi, nhưng không ngờ ông lại khỏe mạnh lại. Như vậy Sen muốn cô Mỹ Hòa lấy cậu Triết hay là lấy ông lớn? Dạ. Nếu như mà cô Mỹ Hòa lén phén với cậu Triết thì sẽ bị mang tiếng làm mẹ kế, tư thông với con chồng, ô danh xử tiếc cả đời, không ngóc đầu lên nổi. Dữ vậy sao mợ Hai? Còn cậu Triết sẽ bị mang tiếng là thông gian với mẹ kế, xấu hổ lắm đa. Cậu Triết sẽ không dám ngẩng mặt lên mà dòm ai hết. Trời đất. Bởi vậy cô Mỹ Hòa đã được gả cho ông lớn thì chỉ được lấy ông lớn thôi, không có được lấy ai hết. Nhưng mà ông lớn... Ông lớn thì sao? Ông lớn lớn tuổi lắm rồi. Tuy ông lớn có lớn tuổi nhưng ông rất khỏe. Với lại cô Mỹ Hòa đã được gả cho ông lớn, được cưới hỏi đàng hoàng, danh chính ngôn thuận làm bà Tư của nhà lớn, thì tất nhiên phải lấy ông lớn chứ. Sen có thấy mợ nói đúng không Sen? Có hợp tình hợp lý không? Dạ. Mợ Hai cắt nghĩa cái chi cũng đúng hết. Đến Sen mà còn thấy đúng thì huống chi bàn dân thiên hạ. Ba gọi con ạ. cầm gói thuốc này. Dạ. Chờ cơ hội thuận tiện thì bỏ vào cho cô Mỹ Hòa uống. Cái này là cái chi ạ bà? Xuân dược. Xuân dược mà sao phải cho bà Tư uống vậy bà? Cho Mỹ Hòa uống, đương nhiên cô sẽ ngủ với ông lớn. Dạ, cậu Trí. Chào cô Mỹ Hòa. Không biết cậu Trí xuống bếp làm chi? Trong buồn hết trà, tôi tính xuống châm ấm trà mới. Vậy cậu uống đỡ ấm trà này đi, tôi cũng mới chăm đó. Để tôi chăm ấm trà kia cho cậu. Cảm ơn cô. Dạ, thưa cậu ba. Dạ, thưa bà Tư. Bà lớn biểu bà Tư vô buồn gặp bà lớn gấp à? Tôi biết rồi. Dạ. Dạ cậu ba. Trà của cậu. Đội ăn cơm Mỹ Hòa. Cậu Chiếc uống xuân dược, không biết có sao không? Ông sao rồi Bay? Dạ thưa bà, hổm rày ông khỏe. Rồi ông ăn uống làm sao? Dạ, mỗi bữa ông ăn được một chén cơm. Ráng hầu hạ chăm sóc ông cho thiệt tốt đó Đà. Dạ. Hôm bữa đám cưới bận rộn quá, bà quên tặng quà cho Bay. Bay đợi bà một chút nha. Dạ. Bà tặng cho Bay nè. Lấy đi. Dạ. Ngại chi, lấy đi. Dạ, con đội ơn bà lớn. Đeo vô cho bà coi. Tài con gái mới lớn, trắng trẻo, nõn nà. Bay đeo vòng vô, đẹp thẳng ra. Nè, ráng chăm sóc hầu hạ ông cho thật tốt, rồi bà thưởng. Dạ. Con xin nghe lời bà lớn. Kỳ lạ vậy. Hôm nay mình đã có uống nhân xong rồi chị hai. Ai đó? Dạ con là Bưởi. Con đem nước mát cho cậu ạ. Nước. Dạ con thưa cậu. Sao vậy cậu? Bị sao vậy? Cậu có sao không? Cậu ơi. Không. Cậu Chí. Đẩy tôi ra. Cậu bị sao vậy? Đẩy tôi ra. Đẩy tôi ra. Cậu bị sao vậy? Không. Cậu có màu sao không? Không. Để ra tôi đây. Không. Sao cậu Chiết lại tự nhiên điên loạn như vậy? Không lẽ cậu Chiết bị mất trí? Ủa cô Hai, Sen qua đây giờ này bộ Tía bị cái gì hả? Dạ không, tại em mới nấu chè đậu xanh, em đem qua cho cô Hai nè. Em từ bển qua đây chỉ để đem cho tôi tô chè thôi hả? Dạ, em mới nấu xong còn ấm ấm á cô Hai ăn đi. Nhọc công em quá. Cô Hai ăn đi cô Hai. Em ngồi đi. Dạ, cô Hai ăn là em vui rồi. Em ngồi chờ tôi chút. Đội ơn em nha. Dạ. Ngon quá. Cô Hai ăn nữa đi cô Hai. Cầm lấy. Cái này là cái chi vậy mợ Hai? Xuân dược. Xuân dược? Sao mợ Hai lại đưa cho con cái này? Có biết xuân dược có tác dụng gì rồi đúng không? Dạ. Về bỏ xuân dược này vô chè cho cô Mỹ Hòa ăn. Cô Mỹ Hòa? Ừ. Để xuân dược này vô cho cô Mỹ Hòa ăn thì cô Mỹ Hòa sẽ chính thức là bà Tư của ông lớn. Dạ. Nghe lời mợ đi, chắc chắn con sẽ không có bị thiệt thòi đâu. Dạ. Con nếu như mà nghe lời của mợ thì mợ sẽ dẫn lên Sài Gòn sắm sửa quần áo, chưng diện cho đẹp đẽ lên, rồi mợ sẽ kiếm một chỗ giàu có, gả chồng cho tấm thân sung sướng, không có cần phải ở nơi khỉ ho cò gáy như vậy. Mợ Hai đưa con lên Sài Gòn thiệt hả mợ Hai? Ừ. Nào giờ có lên Sài Gòn chưa? Dạ chưa, nhưng mà con nghe nói trên Sài Gòn có nhiều thứ đẹp lắm, cái gì cũng ngộ hết, không có giống mình ở đây đúng không mợ Hai? Đúng rồi, ở trên Sài Gòn đẹp lung lắm, nhà lầu, xe hơi, phố xá nườm nượp, không có bắn teo như ở đây. Con ước gì được lên Sài Gòn một lần, có chết con cũng mãn nguyện nữa mợ Hai. Chỉ cần nghe lời mợ, rồi chuyến này mợ về Sài Gòn, mợ sẽ đưa đi luôn. Dạ. Kỳ này mình sẽ được đi Sài Gòn. Sen. Dạ. Bộ em có chuyện chi vui hả? Dạ không có cô Hai. Không có, sao em ngồi cười một mình vậy? Dạ, tại em thấy cô Hai ăn hết là em vui rồi. Cái thiệt quá. Cái thiệt quá. Cậu Triết, tôi chịu hết nổi rồi. Tôi khó chịu lắm. Tôi thấy nóng rang trong người. Đưa tay đây. Mạch đập rất loạn. Không lẽ cậu Chiết bị trúng độc? Tôi khó chịu lắm. Tôi không chịu nổi. Cậu á, chạy vòng vòng ở sân chùa cho đổ mồ hôi. Tôi vô trong tôi nấu canh giải cho cậu. Mỹ Hòa chịu thương tôi rồi sao? Dạ, em thương anh. Hòa cảm ơn em nhiều lắm. Hòa thương em. Hòa thương lắm. Chết rồi anh Hai ơi. Anh Hai ơi. Anh Hai chết rồi anh Hai ơi. Anh Hai. Anh Hải, ông Long, mở cửa cho em đi anh Hải. Mở cửa cho anh Hải. Mỹ Hòa, ông mà chạy đi, mà ghê lắm, dạ. Ghê lắm, chạy. Trời ơi, anh Hải ơi, anh Hải, em sợ quá anh Hải ơi. Chụp bằng chi vậy? Em sợ quá, em mới gặp ma. Gặp ma nữa hả? Dạ. Nguyên con ma mà nguyên một bộ đồ màu trắng, lượn qua lượn lại trên đầu nằm của em á. Chỉ là giấc mơ thôi mà, có chi đâu mà chú Út sợ. Em biết là giấc mơ mà không biết sao em nhắm mắt lại là em thấy nó hiện ra nữa. Em sợ quá, nếu chú sợ quá thì qua phòng thằng Triết mà ngủ. Không, đâu có được anh hả? Sao không được? Em là gia chú nó. Em qua bển, nó biết em nhát như thỏ đế vậy, nó cười thúi đầu em luôn. Còn nó đồn đại nữa, chắc em độn thổ em chết quá. Chứ muốn làm chi? Anh Hai, cho em ngủ ở đây với anh Hai nha anh Hai. Không, chú cho em ngủ ở đây với anh Hai nha. Cảm ơn anh Hai. Chú ngủ với anh Hai mới an toàn. Cảm ơn anh Hai. Mà anh Hai ơi, mà ngủ anh Hai ơi, ngủ. Đêm dưới trăng mơ mang đàn buồn sao câu nào lòng. Than tránh than duyên mình giờ đây lẻ bóng người ơi. Tình sao sớm vội tan khi người đi chẳng hẹn quay về. Ai lỡ quên câu thế cho con đàn não lệ bên sao. Dưới ánh trăng năm nào tình ta thiết tha duyên đầu. Nay bóng em qua cầu giờ anh phải biết về đâu. Buồn heo hắt buồn ơi, cùng đàn xưa lối nhịp tơ sầu. Người đi quên mối duyên đâu để cùng đàn đẹp cho buồn thương. Họ cống liêu họ sang, sang họ liêu cống họ sang cống. Họ cống liêu họ sang, sang họ liêu cống sang liêu họ. Ai ơi chớ quên câu thế, xin quay về bến hẹn người ơi. Ai ơi dấu xa phương trời, xin quay về với bạn tình chung.